Sau khi chia tay hoa hậu Jennifer Phạm, ca sĩ Quang Dũng vẫn độc thân. U50 kiếm tiền khủng cùng con trai sống trong căn biệt thự 3 tầng rộng 400m² ở thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Quang Dũng tên thật là Thái Văn Dũng, sinh năm 1975, là một trong những giọng nam nổi bật từ những năm 2000. Anh được mệnh danh là hoàng tử nhạc trữ tình với các ca khúc nổi bật như Chân Tình, Vị Ngọt Đôi Môi, Còn Ta Với Nồng Nàn. Sau nhiều năm ca hát, Quang Dũng sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. Trên trang cá nhân, anh thường đăng ảnh căn biệt thự đậm chất Á Đông của mình. Ngôi nhà 3 tầng với diện tích 400m² ở thành phố Hồ Chí Minh có không gian thoáng đãng với lối kiến trúc mộc mạc gợi nhiều hoài niệm. Trái ngược với đội nổi tiếng và giàu có, đường tình duyên của ca sĩ Quang Dũng lại khá lận đận. Anh từng kết hôn với hoa hậu Jennifer Phạm năm 2007 và có chung đứa con trai tên Bảo Nam. Tuy nhiên, sau 2 năm kết hôn, cả hai đã đường ai nấy đi. Hậu chia tay, họ làm bạn và cùng nuôi dưỡng con trai Bảo Nam. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, ca sĩ Quang Dũng gần như tách biệt với đời sống showbiz, rất ít khi tham gia các chương trình giao lưu. Ở tuổi 48, ngoại hình của anh được nhiều khán giả nhận xét lịch lãm trẻ trung, không khác thủ mới vào nghề. Anh chưa đi thêm bước nữa, chủ yếu dành thời gian đi hát và chăm sóc cho người thân. Sau sinh nhật 80 tuổi của mẹ, Quang Dũng đón bà từ Quy Nhơn vào thành phố Hồ Chí Minh sống chung ở biệt thự 400m². Nam ca sĩ cho biết anh không thích yêu đương mà thèm cảm giác bình yên bên những người thân trong gia đình.